Sáng ngày 28 tháng 9, tại công viên Hà Lan, thị xã Đông Triều, đã đăng cai tổ chức giải bơi học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Hội Khỏe Phù Đồng tỉnh Quảng Ninh lần thứ 9 năm 2016. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh. Về phía lãnh đạo thị xã Đông Triều có đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, trưởng ban tổ chức giải bơi Hội Khỏe Phù Đồng tỉnh Quảng Ninh lần thứ 9 năm 2016. Theo kế hoạch, môn bơi được tổ chức thi đấu trong 4 ngày, từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 9. Đây là môn thi đấu đầu tiên trong số 10 môn thi của Hội Khỏe Phù Đồng tỉnh Quảng Ninh lần thứ 9 năm 2016. Có 135 nam nữ vận động viên đến từ 3 cấp học ở 6 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham dự. Các vận động viên thi đấu các cự ly 50m, 100m và tiếp sức ở nội dung của 4 kiểu bơi là bơi tự do, bơi ếch, bơi ngửa và bơi bướm, giành các bộ huy chương cá nhân và đồng đội theo điều lệ giải. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các nội dung thi bơi 50m tự do, 50m bơi ếch nam nữ ở cả 3 cấp học. Ban tổ chức cũng đã trao giải cho các vận động viên có thành tích cao trong các nội dung thi đấu này.